bắt đầu buổi học hôm nay bằng cách là tất cả các bạn sẽ giới thiệu về chính mình. Mình tên là Vũ Kim Anh, năm nay mình 12 tuổi. Mình tên là Mỹ Xuân, năm nay mình 10 tuổi. Mình tên là Hương Giang, năm nay thì mình 10 tuổi. Ok, tất cả các bạn đang có mặt ở lớp MCT này. Mình tên là Huỳnh Thanh Trúc, năm nay mình 10 tuổi. Mình là Nguyễn Võ An Nhiên, năm nay mình 11 tuổi. Xin chào mọi người, mình tên là Thái Nguyễn Thảo Chi, năm nay mình 11 tuổi. Câu chuyện này có một cái ngụ ý gì muốn nói với mình? Phải có niềm tin vào bản thân. Mà mình còn chưa có đủ sức, mình không làm được thì chưa chắc là sau này mình đã không làm được. Khi mà nghĩ đến cái việc là chúng ta bước lên sân khấu để cho chúng ta trình bày và thuyết trình một vấn đề gì đó, thì ở bên trong tụi con xuất hiện những cái nỗi lo lắng gì? Con thì cảm thấy mình rất là rụt rè và ngại ngùng, giống như là mình làm sai hoặc là mình sẽ quên lời thì lúc đó mình đứng trên đó mình không có biết nói gì. Thì con rất là lo, giống như từ trên cao té xuống mà có cái cảm giác cơ bị thả lỏng. Lỡ như mình nói sai thì sẽ xảy ra chuyện gì? Rồi mình nói nhỏ, rồi con rất lo lắng là cái giọng nói của con không tốt. Thì hai bên cánh gà của con ai cũng kêu con nói to lên vậy nè. Cái trước mặt con rất nhiều người nhìn chằm chằm vào con. Lúc đó tay con rất là run, lạnh ngắt thôi. Con nghĩ là vào cái thời điểm đó thì một trong những nỗi sợ cũng khá lớn của con đó là sợ mọi người nhìn thấy cái tay của con. Với 4 điều của sự chuẩn bị để chúng ta xây dựng một cái tâm thế tự tin thì các con sẽ nhớ suốt luôn trong khóa này nha.